Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Arsenal thông báo cựu cầu thủ Mikel Arteta sẽ là vị huấn luyện viên trưởng tiếp theo của câu lạc bộ. Nhiều cổ động viên nghi ngờ rằng, với tuổi đời còn quá non trẻ như thế, liệu cựu trợ lý của Pep có thể vực dậy một Arsenal đang chìm trong khủng hoảng sau sự ra đi của Unai Emery hay không? Thế nhưng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã làm cho những cá nhân nghi ngờ phải câm lặng khi ông mang về chiếc vô địch FA Cup cho pháo thủ ngay trong một giải đầu tiên nắm quyền. Tuy vậy, bầu trời thì thường đẹp nhất trước cơn bão. Qua giai đoạn trong mật vào nửa cuối mùa giải 2019-2020, Arteta cùng Arsenal chỉ về đích thứ 8 trong mùa giải 2020-2021. Thành tích đã khiến chuỗi mùa giải được tham dự Cúp châu Âu của câu lạc bộ dừng lại ở con số 25. Và đó chưa phải là tận cùng của sự thất vọng. Sau 3 trận thua trắng đầu mùa 2021-2022, nhiều Gunners đã quả quyết rằng thời gian của cựu tiền vệ Everton tại Emirates đã hết. Nhưng rồi, nhờ sự tin tưởng tuyệt đối từ giới thượng tầng, Arteta vẫn ở đó và lầm lũi đưa Arsenal trở lại châu Âu một cách cực kỳ thuyết phục. Giờ đây, sau 3 kỳ chuyển nhượng mua sắm và thanh lọc đội hình, nhà cầm quân 40 tuổi đã có trong tay dàn nhân sự theo ý muốn. Vậy thì, với một hệ thống đang ngày được tối ưu như thế, Mikel Arteta sẽ thi triển lối chơi như thế nào? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Gen Tactics mổ xẻ những điểm đặc sắc nhất trong cách vận hành hệ thống của thầy tạ dấu yêu nhé! Với những khán giả của Gen Tactics, các bạn có lẽ cũng đã thuộc lòng cách vận hành hệ thống cơ bản của Arsenal dưới thời Mikel Arteta. Nhưng thôi thì cứ tổng hợp lại cho đỡ quên. Giống như nhiều huấn luyện viên cùng thế hệ, Arteta bị ảnh hưởng từ tư duy chơi bóng hiện đại. Ông muốn các học trò chiếm lấy thế chủ động trên sân, bắt đầu bằng việc triển khai build up ngay từ tuyến dưới. Khối build up mà cựu trợ lý của Pep sử dụng nhiều nhất là 2-3. Với bộ tứ vệ và tiền vệ trụ tạo thành một hình thang, hai hậu vệ cánh sẽ di chuyển giãn biên, vừa để tạo ra các lựa chọn chuyền bóng mới, vừa thu hút cầu thủ đối phương để mở ra khoảng không gian cho tiền vệ trụ Thomas Partey. Tùy thuộc vào hệ thống pressing của đội bạn, mà Arteta sẽ xoay chuyển hệ thống 2-3 sang 2-4 hoặc 3-2. Với khối 2-4, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ kéo tiền vệ trung tâm còn lại xuống ngang hàng với Partey, qua đó cung cấp thêm một lựa chọn chuyền bóng nữa cho tuyến dưới. Trong khi đó với khối 3-2, Arteta sẽ kéo một hậu vệ cánh, thường là hậu vệ phải, xuống ngang hàng với cặp trung vệ và đẩy hậu vệ cánh còn lại lên cao. Đây là một cách tổ chức thường thấy của Arsenal khi đụng phải những đối thủ có khả năng high pressing khủng như Liverpool hay Man City. Việc có thêm một người ở line đầu tiên khi build up giúp cho pháo thủ tạo lợi thế quân số để đưa bóng vào 1/3 giữa sân. Dù triển khai build up với khối đội hình nào, thì ý đồ của Mikel Arteta vẫn không thay đổi. Ông muốn các học trò triển khai bóng qua trạm trung chuyển Thomas Partey. Ngôi sao người Ghana đóng vai trò như một buồng phổi bơm máu đến các bộ phận khác trong hệ thống của Arsenal. Thế nhưng, một mình Partey thôi là chưa đủ. Tất cả cầu thủ còn lại của Arsenal, bao gồm cả thủ môn Aaron Ramsdale cũng cần phải tham gia vào công cuộc build up. Ramsdale, với khả năng chơi chân xuất sắc, hoàn toàn có thể tung ra những đường truyền xuyên tuyến chính xác cho các đồng đội ở tuyến trên. Tương tự là trường hợp của dàn hậu vệ Ben White, Gabriel Magalhaes hay Takehiro Tomiyasu. Những cầu thủ này hoặc có thể tung ra những đường truyền xuyên tuyến, hoặc có thể tự mình cầm bóng lao lên phía trước. Với việc tiền vệ trung tâm Granit Xhaka và tiền vệ tấn công Martin Odegaard di chuyển để chiếm lĩnh hai half space, cũng như Gabriel Jesus có xu hướng lùi sâu để kiếm bóng, chỉ cần một đường truyền chính xác từ tuyến dưới là Arsenal đã có thể thoát khỏi trận địa pressing dày đặc của đối phương. Bóng sau đó sẽ được trả lại cho Partey để số 5 tiếp tục công việc phát triển bóng. Khi đã đưa được bóng vào 1/3 giữa sân, Arteta sẽ chỉ đạo các học trò giành lấy sự chủ động qua việc kiểm soát không gian. Mục tiêu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha là thiết lập nhiều tam giác chuyền bóng nhất có thể, nhằm mở ra góc chuyền để luân chuyển bóng vào khu vực 1/3 giữa sân. Thầy tạ thường chỉ đạo học trò chiếm lĩnh cả 5 lên theo chiều dọc, với ít nhất một cầu thủ án ngữ ở một khu vực. Arsenal có thể triển khai bóng qua cả trung lộ, với khối kim cương 4 người gồm Partey, Xhaka, Odegaard, Jesus, lẫn hai cánh, với khối tam giác gồm hậu vệ cánh, tiền vệ trung tâm lệch, tiền đạo cánh. Những cầu thủ áo đỏ sẽ thường xuyên hoán đổi vị trí với nhau nhằm tạo lập lợi thế quân số so với khối phòng ngự của đối phương. Như trong hình, có thể thấy hậu vệ trái Zinchenko di chuyển vào half space, còn tiền vệ trung tâm Xhaka sẽ di chuyển ra sát biên. Điều này giúp cho pháo thủ có tới ít nhất 4 cầu thủ ở cánh và half space để overload các khu vực cụ thể trên sân, nhằm luân chuyển trái bóng tới gần khung thành của đối phương hơn. Khi đó, khối đội hình của Arsenal sẽ được chuyển thành 3-2-5 hoặc 2-3-5, với tiền vệ trung tâm Xhaka dâng cao như một số 8 để chiếm lĩnh half space. Trong khi đó, một trong hai fullback sẽ băng lên để hỗ trợ bằng những pha chạy underlap hoặc overlap. Bài đánh quen thuộc nhất mà Arteta chỉ đạo các học trò đó là luân chuyển trái bóng theo chiều ngang, nhằm mở ra các cơ hội 1-1 để dứt điểm cho hai winger. Ngoài ra, những đường thả bóng ra sau lưng tuyến phòng ngự cũng là một phương cách mà ông sử dụng khi muốn tạo ra sự đột biến. Cũng như tấn công, tùy thuộc vào đối thủ, Arteta sẽ sử dụng những khối đội hình khác nhau nhằm đạt được mục đích, đó là bẻ gãy nỗ lực build up của đối phương. Thường thì sơ đồ 4-4-2 quốc dân sẽ được lựa chọn,
Khi đó frontline hai người gồm tiền đạo cắm Jesus và tiền vệ tấn công Odegaard sẽ trực tiếp gây áp lực lên cầu thủ cầm bóng và cùng với hai tiền đạo cánh và hai tiền vệ trung tâm thiết lập một chiếc lồng khóa chặt pivot. Nếu đội bạn kéo thêm một hậu vệ hoặc tiền vệ xuống, Arteta sẽ chỉ đạo Odegaard đứng thấp hơn một chút để quản thúc pivot thay vì trực tiếp gây áp lực lên cặp trung vệ. Điều này được lặp lại kể cả khi Arsenal không triển khai high pressing mà quay về khối mid block, low block nhằm gia cố sự chắc chắn ở khu vực 1/3 giữa sân. Khi đó, Odegaard với năng lượng dồi dào sẽ đóng vai trò như một free man di chuyển và bịt hết các tuyến chuyển bóng tiềm năng của đối thủ. Việc linh hoạt chuyển đổi giữa 4-4-2, 4-2-3-1 hoặc thậm chí là 4-1-4-1 khi phòng ngự giúp cho Arsenal có thể kiểm soát các khu vực trọng yếu ở trên sân mà không lo việc bị áp đảo quân số. Kể cả khi hai hậu vệ biên đối bạn dâng cao để hỗ trợ tấn công, thì với việc sở hữu những winger có khả năng track back tốt, The Gunners vẫn có thể duy trì một khối thủ kiên cố trước cầu môn của Ramsdale. Thế nhưng, hệ thống của Mikel Arteta vẫn còn một vài những hạn chế, mà nó đến chủ yếu từ chất lượng nhân sự mà ông đang có trong tay. Granit Xhaka rõ ràng không phải là một mẫu số 8 toàn diện ở cả công lẫn thủ, còn Gabriel Martinelli, ngoài tốc độ và Gurret ấn tượng, lại không sở hữu quá nhiều điểm đặc biệt trong bộ kỹ năng tấn công. Arteta liên tục phải giật gấu vá vai trong những mùa giải trước để tối ưu hóa hiệu quả trong từng trận đấu của toàn đội. Và đó là lý do mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha lại được đánh giá cao ở khả năng ứng biến trong những tình thế hiểm nghèo. So sánh trực tiếp Sam City, câu lạc bộ có cách vận hành tương đồng với Arsenal. Có thể thấy Pep có trong tay những Mezala như Ilkay Gundogan và Bernardo Silva hoặc Kevin De Bruyne vừa có nền tảng kỹ thuật cao, vừa có khả năng chuyền bóng, dây dắt cũng như dứt điểm không phải dạng vừa. Arteta thì không có được may mắn như thế. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản thầy Tạ liên tục điều chỉnh để cho ra một hệ thống vừa ý nhất. Nhà cầm quân 40 tuổi giải phóng Xhaka khỏi vị trí thấp nhất hàng tiền vệ và đưa anh chơi cao hơn như một số 8 khi tấn công. Lý do cho sự điều chỉnh này đến từ việc Arsenal đã có một party toàn năng cho vai trò chạm trung chuyền bóng. Hơn nữa, quyết định để Xhaka cách ly khỏi khu vực zone 5 cũng làm giảm tỷ lệ mà những sai lầm của tiền vệ người Thụy Sĩ có thể báo hại đội nhà. Một ví dụ khác đến ở giai đoạn 2 mùa giải năm ngoái, khi Arteta mất hậu vệ đa năng Takehiro Tomiyasu vì chấn thương, nhà cầm quân người Tây Ban Nha buộc phải sử dụng lão tướng Cedric Suarez ở vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ người Bồ có khả năng leo biên và tạt bóng ổn, nhưng lại sở hữu khả năng phòng ngự và tốc độ hạn chế. Đó là lý do mà cựu trợ lý của Pep cho Kieran Tierney dâng cao ít hơn để tạo lập một hệ thống red defense cân bằng. Khi Cedric dâng cao để hỗ trợ Bukayo Saka bên hành lang cánh phải. Một trường hợp khác cũng chứng kiến tài liệu cầm gắp mắm của Arteta. Đó là khi ông buộc phải sử dụng Eddie Nketiah khi Alexandre Lacazette bị Covid và không thể thi đấu. Ai cũng biết Nketiah là một mẫu poacher thường xuyên lùng sục không gian trong vòng cấm, chứ không phải là một deep lying forward có xu hướng lùi sâu và link up. Điều này rõ ràng là khiến cho ý đồ lên bóng qua trục giữa của Arsenal gặp nhiều trở ngại. Thầy Tạ đã giải quyết êm thấm vấn đề này bằng cách chuyển một phần trọng tâm tấn công ra hai cánh, đặc biệt là cánh phải. Pháo thủ đánh biên nhiều hơn với các tình huống phối hợp nhóm 2-3 ở half space rồi căng ngang vào trong. Và đó cũng là lý do mà Bukayo Saka thi đấu bùng nổ ở giai đoạn cuối mùa, khi cậu có nhiều cơ hội hơn để thể hiện khả năng tự làm tự ăn. Mikel Arteta đang dần chứng tỏ rằng không phải ngẫu nhiên mà ông được lựa chọn để chèo lái con tàu Arsenal. Trải qua bao nhiêu sóng gió, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn ở đó và đưa toàn bộ tập thể pháo thủ hoàn thiện hơn theo từng ngày. Với một hệ thống chiến thuật được định hình rõ ràng, liệu rằng Arteta có thể tiếp tục mang về những kết quả có lợi cho The Gunners trong giai đoạn tiếp theo của Premier League 2022-2023? Và liệu nếu như Arsenal bất ngờ gặp khó khăn về mặt nhân sự, liệu thầy Tạ có tiếp tục thể hiện khả năng ứng biến đã trở thành thương hiệu? Hãy để mùa giải 2022-2023 trả lời cho các bạn. Video về Mikel Arteta và những nét đặc sắc trong chiến thuật của ông đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng này. Gen Tactics xin chào và hẹn gặp lại.